Vâng, xin chào các bạn. Thì đợt này ở Xanh Quê cũng đang rất sốt. Luồng bão Xanh Quê đang bắt đầu cuộn tròn, nổi sóng. Hôm nay Bonsai Đình Vượng lại đi giới thiệu cho các bạn những tác phẩm Xanh Quê đẹp ra cho quý vị tham khảo. Nếu có nhu cầu thì để sở hữu. Đây là tác phẩm Xanh Quê của một em gái xinh tươi. Xin chào em Vâng, Hòa. chào, chào bà con cô chú anh chị nhé. Và hôm nay cùng với Đinh Vượng Chào anh thì Tuấn. sẽ giới thiệu tới các bạn Vâng. những cây xanh quê già chất lượng cho quý vị xem. Đấy, cái này cái bộ bệ này. Đường chạy thân pháp. Vừa rồi em đầu tư vào 3 tỷ thì liệu tới đây liệu có phải vào thêm, chắc là lại đang cuốn thêm, chắc là vào Có 5 7 tỷ nữa nhỉ? vâng Phải cứ phải tiếp tục đầu tư mạnh đúng vâng không? Ừ. Đấy, vừa rồi em Hòa là vượt giới thiệu là em vào 3 tỷ rồi. Và tới đây nó sẽ cần phải đầu tiếp tục đầu tư nữa. vâng Đúng là khi vào mà bán thấy có lại có lợi nhuận tự dưng nó bị say cuốn hút. vâng Mà đúng là yêu và đam mê cái đẹp thì không giới hạn được, không vâng dừng lại được đâu. Rồi, quý vị ngắm thật kỹ cây xanh này đi. Già già thì thôi rồi, ở đây cho quý vị nhìn đường phía trên đây. Đấy, nó già này. Đấy không? Quá dài mùa này ạ. Rồi, đấy, đây đây, già, đủ già. Tay cành nu gai hết lên. Cái nói xanh quê này không bao giờ phá bệ, bộ bệ này phải thấy hàng, nếu nói tuổi thì cũng không dám nói là bao nhiêu tuổi, thì nhưng phải nói rất già và nó chai sạn như hoa Quá đá già hoa thạch luôn. nhỉ, Vâng, đúng già không? quá già luôn gốc. Thế nhưng nghe thế em vừa rồi báo giá cái xanh quê này là bao nhiêu nhỉ? Giá cây xanh quê là 80 triệu ạ. Bao nhiêu? 80 triệu. Giá 80 triệu thế à? Vâng, rẻ quá. Giá hợp Vâng. lý. Được này, giá cây xanh quê này 80 triệu. Đây, cho quý vị xem cái lá của nó đây nhé. Chất liệu lá đây. Sẽ có ổn không? Quý vị thẩm. Đấy, bông dâm dày đặc này. Chất liệu lá nhựa. Đấy, xanh quê thì quan tâm đến cái lá và cái chất liệu da đây, cơ địa đây. Đúng là như một báu vật nhân gian còn sót lại trong cái vườn này rồi. Này lại chết tiền. Thế mà báo cái giá hợp lý thế này là được. Ngon bổ rẻ. Nhầm đấy. À, báo giá nhầm à? 180 triệu đấy. Nhưng mà thôi lại chót rồi thì phải phải theo lao thôi. Báo rồi thì cứ phải phải chấp nhận. Lỗ phải chịu nhá. Nhá, em nhá. Vâng. Qua lời bán lỗ phải chịu đấy nhá. Vâng. Đã chót báo 80 rồi thì phải bán 80 đấy. Không hoãn được đâu. Cây này đáng hơn trăm đấy. Mà Ừ. em lại báo nhầm mình 80 triệu. Nhưng mà vẫn phải báo, đã báo rồi là phải bán đấy nhá. Vâng. Chốt nhanh không có Nếu lại hết con cơ này hội. Sau cái cuốn video này là lại lại giá khác đấy. Giả quá đẹp. Đấy, ăn cả tổng bóng chậu đây, người đứng bên cạnh rất to. Nào thử đi ra đằng sau cái cây này cái xem nào. Có đẹp tứ diện không? Ồ, nó cái cây này có bộ bệ 24 giờ. Ui ôi, bên này già này, tem này. Bên già lắm. Quá già anh ạ này. Có cái chỗ nào, cái nó cây xanh quê này rất già mà được cái bộ bệ 24 giờ chảy đều. năm thân
Ngũ lão giáng đình. Đó, chào các bạn xem ngũ lão giáng đình là một cây năm thân giáng làng này. Sành quê rất già. Giá thì lại ngon bổ rẻ. Lại em báo nhầm là 80 em triệu nhưng mà đấy, 180 triệu em báo thành 80 triệu. báo nhầm nhưng mà vẫn phải bán. Khi đã báo rồi thì đã cho lên sóng rồi thì dứt khoát là không được sai. Chốt ngay. Như chỉ trên cái like này thôi, cái like sau thì lại khác. Trên cái like này là phải... Đây, anh em nào lại yêu thích xanh Nam Điền thì nó lại đây rồi. Một cây xanh anh em nào mà thích cái đồ quái này. Đồ dị này, độc dị lạ. Độc lạ. Em đứng sang cái bên này này, đứng sang bên này. Đấy, đó đấy, quay mặt rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy, rất đẹp này. Đấy. Bắt được toàn bộ bóng dáng của cái cây để so sánh người với cây đây. Ừ, cái dáng của nó đẹp như thế này. Cái này thì có nhiều tiền nào không em nhỉ? Cây này giá 32 triệu anh ạ. 32 triệu à? Vâng, giá có 32 triệu. Ừ, đấy, đồ độc dị lạ. Vừa rẻ nữa. À. Cứ gặp em Hoa là có ngon bổ rẻ đây rồi. Em Hoa lại này em đây. Gặp em là có giá rẻ này. Vừa đẹp lại còn rẻ. Đấy, cái này các bạn xem thấy cái đường chạy này có quái không? Từ gốc lên ngọn nhé. Cái này gốc của nó cũng dài ạ. Đẹp nhỉ, cái đấy cái đường chạy chuối đẹp lắm. Đường chạy vặn vẹo. Gốc đẹp quá đấy. Rồi, mặt trước mặt sau đây quý vị nhé. Hai mặt đều đẹp. Và khoái nhất cái gốc nhỉ. Cái gốc, cái bộ phận gốc nó quằn quại. Già, đấy. Nó chứng tỏ là đợt này em Hoa là cũng hiểu về cây ghê nhỉ. Biết cái chỗ nào nó đẹp thì cũng... Vâng, vì là lấy được ông xã yêu cây mà. Ừ, đợt này chuyển sang thợ chuyên nghiệp đến nơi đây rồi. Biết cái góc đẹp này, cứ xoa suýt mãi vào cái góc đẹp, đúng cái góc đẹp quá thật. Giá là 32 triệu hả? Giá là 32 triệu ạ. 32 triệu. Rồi, tiếp theo lại là một cây xanh Nam Điền để cho quý vị tham quan đây. Cái này cũng đường chạy khó chịu này, loằng ngoằng, lung tung trưởng. Đây cho quý vị xem cái đường chạy góc này thì quý vị sẽ thấy cái đường chạy nó khó này. Đây. Anh em nào thích đồ độc dị lạ. Độc lạ, gốc đẹp này. Độc dị lạ. Đấy em cứ đứng đấy, đứng cái góc ấy. Đấy. Rồi, bên này là sâu cây nhỉ. Đó. Gốc của nó quá dài nhỉ. Cái này báo giá bao nhiêu nhỉ? Giá cây này là 30 triệu ạ. 30 triệu. Vâng. À. Cái này là cây xanh Nam Điền hay xanh quê? Xanh quê. À, chất liệu xanh quê. Cây này là xanh quê. Tại vì khi xuống lá rồi thì phải hỏi là xanh quê, xanh Nam Điền. À, cái này được làm cái dáng văn nhân này. Vâng. Đẹp ghê đấy. Gốc của nó này. Gốc đẹp. Vâng. Cái này có giá bao nhiêu nhỉ? À, cây này là 10 triệu anh ạ. Cả cây cả chậu vâng, 10 triệu. Cả cây cả chậu là 10 triệu. À, cái chậu đáng tiền triệu rồi. Cái chậu xanh này đã đáng tiền triệu rồi đây này. Ừ. Vâng. Thế mà cả cây cả chậu có 10 triệu thôi. Gặp em Hòa là có giá rẻ. Đó, quan trọng nhất là cứ phải đến với em Hòa là có cái giá rẻ đấy. Ừ. Nó phải duyên bán hàng ghê thật đấy. Đúng này. Em Hòa có cái duyên bán hàng. Còn là tay bông đẹp nữa. Này góc cũng già. À, cái là cây cốt chậu lâu lắm. Thì cái cây cốt chậu, nó không phải cây đánh đất bên ngoài nữa, cây cốt chậu. Em đứng sau cái cây cho anh kìa. À, đứng giữa cái cây đi nè. Thế. Đấy. 10 triệu cả cây cả chậu. Đẹp thế. Đẹp chốt à? Kỳ luôn đi. chốt. Người xem bên cạnh này bỏ chốt luôn này.
Rồi, cảm ơn quý vị. Thì quý vị mà cứ yêu thích cây nào thì cứ trực tiếp liên hệ với số bonsai Đinh Vượng sẽ đặt trên màn hình quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.